Thưa quý đại chúng, con xin thầy khai thị cho con cái chỗ thắc mắc này ạ. Dạ, con xin thầy làm. Dạ, thưa thầy là cái trong cái phẩm Anh Nhi Hạnh đó, thầy nói về cái tâm của anh Nhi á, cái tâm lúc nào cũng ngay thẳng, trung thực và cái sự ngây ngô, thì khế hợp với lại cái công phu tu tập của mình hiện tại mình đang thực hành này là lúc nào cũng giữ nguyên tình, cái tâm á, rất là nói chung là khờ ngốc, không biết, không không biết nhiều, rồi mình trở về cái giống như cái tâm của anh Nhi Hạnh chẳng hạn. Thì thưa thầy, thì nếu giả sử như mà mình dùng trong cái cuộc sống mình cái sự thông minh lanh lợi như vậy, thì có gọi là thể hiện qua cái công phu tu tập của mình là hành giả thâm thiền, là mình phải phải thờ ngốc, càng tu là phải không biết gì, hoặc là ít biết chừng nào tốt chừng đó. Thì con xin thầy khai thị cái chỗ này nó có mâu thuẫn không ạ? Thì con xin thầy khai thị chỗ này giúp con ạ. Con xin cảm ơn thầy. Cái hạnh của anh Nhi á, tức là đứa bé còn nhỏ, thì cái ý của Đức Phật muốn nói do cái chấp tâm của nó, do cái sự phân biệt của nó, do cái sự ảnh hưởng trong cuộc sống của nó không có nhiều á, cho nên á thế gian đang nói ra ngoài đường thì hỏi bà già, về nhà hỏi con nít, tại nó đâu có cái biết cái gian dối, đâu có biết lương lẹo đâu, cái tâm nó thẳng, nó biết sao nó nói vậy à, nó biết sao nó nói vậy à. Còn người già cũng vậy đó, ra ngoài đường gặp hỏi người già hỏi đường á, thì người già cũng vậy, người ta sẽ thương con nít, thương người trẻ, thương người nhỏ, người ta nói thật, ta chỉ đường cho đúng, chứ gặp mấy cái người khác thì nó phải thật cẩn thận, phải thận trọng á. Còn ở nhà thì vô trong nhà hỏi á, là mấy đứa nhỏ nó nói thật á. Đó là cái gì, cái tâm trực hạnh đoan. Cái sự tu tập á, chư tổ chư Phật ví dụ đó, nói về cái tâm của mình trực, cái hạnh của mình đoan, tức là mình có gì á mình phơi bày hết tất cả, chứ không có che giấu. Nếu mà mình nói là mình tu, mình phải giống như là đứa con nít vậy, khờ khờ ngốc ngốc vậy, thiệt ra là giả khờ, thật sự ra là giả ngốc. Mà giả khờ giả ngốc là cái sự nham hiểm, cái sự lương lẹo của cái tâm ý thức, chứ không phải là tâm trực hạnh đoan. Làm sao mà người lớn mà chỉ có công phu của mình đó, nó mới đưa đến cái chân thật đó thôi. Đây chỉ có cái duy tình, tại vì không có sửa cầu, không có sửa đắc, không có sửa sợ, mắc cái gì phải sợ và phải che phải giấu, ví dụ như vậy. Cho nên đó, cái khả năng bao nhiêu xài ra bao nhiêu, cái mặt như thế nào, cái mặt móc như thế nào, đưa mặt đó ra, chứ không có phải mắc cỡ hay là xấu hổ. Còn mình ấy, do mình sợ mình xấu, sợ ta chê, sợ ta cười, cho nên mình mới che cái đỡ mặt mình, giả mình lên. Thì đâu phải là tâm trực hạnh đoan, đó đâu phải là gọi là khờ, gọi là ngốc đâu. Nên mình cứ giữ cái tướng ở bên ngoài á, đó là mình chấp tướng. Nói người tu là phải như thế này, phải như thế kia, tránh duyên, tránh cảnh, toàn là ngã chấp, toàn là năng sở, toàn là vô minh, chứ không phải cái chuyện chân thật. Chân thật thì cái đưa mặt mặt mẹt của mình ra, cái mặt thật của mình ra, mắc cái chi mà phải che, cứ che che giấu giấu, che che giấu giấu là cái ngã chấp bằng trời. Cho nên á, cái nói cái về cái đó là nói về cái thật tâm, thật tâm, cái linh lợi đó là cái bản năng của mỗi cái nghiệp lực mỗi con người. Thì cái nghiệp nào nó đưa ra cái nghiệp đó. Cái người thấp thì hiện tướng thấp, người cao hiện tướng cao, người mập thì hiện tướng mập, người ốm hiện tướng ốm. Giờ có che được cái đó không? Làm sao mà che được? Cái hình tướng cũng vậy, cũng như là tất cả những cái niệm tưởng, cuộc sống nó luôn luôn. Nhưng mà người biết tu tập á, quét sạch cái ngã chấp đó thì không có phải lo, không có gì phải sợ. Còn nếu mà đòi để trên một trụ, một cái tướng gì đó, trên một cái chủ trương gì đó, trên một cái tư tưởng nào đó, thì đều là lọt trong cái ngã chấp. Mà lọt trong ngã chấp lấy cái đó là thù thắng á, thì cái tu trăm kiếp ngàn đời cũng không có vượt ra khỏi cái ngã chấp năng sở tương đối đó. Cái tu bao nhiêu cái hiểu biết Phật pháp bao nhiêu đi nữa cũng kẹt ở nơi cái đó, chướng nơi tâm, không phải là thông mà nó là chướng, chướng nặng nữa. Nên ấy, cái sự tham thiền, nhớ bây giờ mình có
chướng hay là mình bị chướng, hay là mình cảm thấy thuận hay là cảm thấy nghịch, tất cả đều là mình bị ảnh hưởng, tức là từ cái chỗ ngã chấp và vô minh. Cho nên mình sợ á, khi mà nghe người ta nói mình vậy đó là mình sợ, tức là bản thân mình đã lọt vào cái cảnh giới đó rồi, lọt vào cái trường hợp đó rồi, tức là sao, nổi niềm phân biệt ngã chấp và vô minh, đánh mất cái công phu. Người ta nói cũng cười, người ta chê cũng cười, ta khen cũng cười thôi, tham thiền giữ nghi tịnh. Cho đến khi nói, khi chê, khi cũng chẳng biết đang nói, đang chê hay đang khen nữa, không phân biệt luôn nữa. Thì đó là công phu mình đã dần đi đến cái chỗ thân thiết, đến cái chỗ miên mật. Thì cái công phu của mình á, tất cả cái cảnh, tất cả cái duyên, tất cả và tất cả đều là cái trợ duyên, tất cả đều là cái phương tiện thử thách mình coi công phu của mình như thế nào. Cái lời của Phật nói, lời của Tổ nói là nói lên cái sự hành, nói về cái tâm hạnh, chứ không phải nói trên cái tướng, nói trên cái danh. Còn mình thì cứ đuổi trên tướng, đuổi trên danh, quên mất cái tâm hạnh. Đó là cái sai lầm. Giống như á, nói thế gian, nói người có hiếu á, là phải lo cho cha, lo cho mẹ, sống cũng phải lo, chết cũng phải lo, cung kính trên đám sám, hình tướng kiểu đó đó, phải khóc phải dữ dội á, nhiều khi khóc không có nước mắt cũng ráng bò lăn ra để mà khóc giả nữa, để cho ta thấy là con có hiếu, mà trong bụng thì nó lại là một cái ý đồ khác, về để chia của. Có khi á, dành của đến cha mẹ nổi điên nổi tức lên mà tăng xong áp huyết lên rồi chết, mà rồi cũng sao, cũng muốn chia của thôi, thì hiện cái tướng là tướng như là đội tan khóc than như vậy đó, thực ra đâu phải là người con có hiếu thiệt đâu. Cho nên không có đuổi theo cái danh cái tướng, nếu là chạy theo danh theo tướng bên ngoài là bị cái đó nó gạt mình, cái ngã chấp và vô minh đó, nó gạt mình, nó đưa mình đó, sâu trong sanh tử, tạo đủ thứ nghiệp chứ không phải là đơn giản. Vì vậy đối với hành giả tham thiền thì cái đó phải rõ ràng, mà thực sự ra phải rõ ràng trên sự phân tích hay là suy nghĩ thâm sâu gì cả. Nếu mà lọt lên cái sự suy nghĩ, lọt lên sự tính toán á, thì đều là ý thức hết, đều là vô minh hết, đều là nhạy bén ở trên cái sự phân biệt hết. Nó rất là nhanh lanh lợi lên phân biệt, phải không biết luôn mới là đúng là anh Nhi á. Mà muốn á, cái không biết luôn, không phân biệt luôn, vẫn thoải mái luôn, không hiểu luôn, là chỉ có công phu mới làm được. Và mình làm bằng hết cái khả năng của mình, hết khả năng sự công phu, sự tu tập của mình, bằng hết toàn tâm toàn lực, tức là tin nơi tự tâm, và tranh thủ cái thời gian, không có bỏ sót cái thời gian, không để một cái niệm mát phân biệt nào nó lấn cấn, nó nổi lên ở trong tâm mình cả. Lúc đó mình mới thấy thiện với ác nó bình đẳng luôn nữa, người xấu người tốt cũng không có phân biệt luôn nữa, đều hoan hỷ bình đẳng, người thân người sơ cũng không có ảnh hưởng tới mình á, gần mình á, nếu mà tâm mở ra thì cùng cùng nhau ảnh hưởng tu tập. Không mở tự đóng á, có buồn có phiền có tức có la nữa, mình cũng chẳng có biết tới luôn nữa, đó mới là cái anh duy hạnh đó. Giống như khờ chẳng có phân biệt được cái người thích mình hay người ghét mình, không phân biệt, thì đó mới là anh nhi đó. Cái người lợi dụng là người á, người ta tới ta khuyên, người ta nhắc cũng không cần biết luôn nữa, khuyên cảm ơn, nhắc cảm ơn, lợi dụng cũng chẳng có phân biệt tới, thì đó mới là cái công phu á, anh di hạnh đó. Nói vậy nghe hiểu không? Dạ hiểu ạ, con xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi bây giờ hết giờ. Chào hết với thầy, với sư cô, với bà đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.